Bây giờ mình sẽ luyện tập chém vào cây. Chà. Đứt chuỗi hết luôn. Đúng là sức mạnh của mình nó tăng lên rất là nhiều anh em ơi. Ok, bà Hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series mới của mình. Đó chính là series Trường Học Mà Quay. Ok, thì như anh em đã biết, tập hôm nay hình như là tập tập thứ 4 rồi thì phải. Đó, thì anh em thấy là trong tập trước mình đã biến thành Son Goku đó. Anh em thấy không? Đây là skin của Son Goku nè. Anh em thấy mình ngầu không mà? Thì mình đang học một cái tiết học trên trường và cũng gần ra về rồi. Đó, mình ngồi vào đây mình chờ đánh trống là mình ra về thôi đó. Đây chính là những người bạn ở cùng một lớp với mình nè. Đó, toàn là siêu anh hùng không nha. Đó. Ôi, có đánh trống rồi. Ok, thôi giờ mình sẽ về đây. Dạ em chào thầy nha. Xin phép thầy cho em về nha thầy. Bye bye thầy. Ok, về nhà thế nào? Lơ. Hey. Ôi đúng rồi anh em ơi, mình quên mất là hôm qua trường của mình á mới vừa cung cấp một số những cái dụng cụ cho học sinh để học sinh có thể luyện tập anh em. Đây là chính là hai cái bài ba cái chứ nhầm. Đây chính là ba cái bảng mà thầy hiệu trưởng đã mua về để cho những cái bạn mà có sức mạnh mà kiểu mà đánh xa anh em có thể luyện tập để có thể mà rèn luyện được cái kỹ năng mà bách phát bách trúng đó. Và mình cũng sẽ thử nha anh em, nhìn nha đầu tà này, cái quả cầu của mình nè đó. Giờ mình sẽ dùng Kamika mình trưởng vào trong cái tấm bảng này nha. Anh em xem này. Ui gầm lên nè. Kami ha. Đây chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha, gầm nè. Nè, anh em xem đây, chuẩn bị nha. Trưởng nè, bùm đó, nét các bạn luôn đó. Vậy là mình, ủa nhưng mà nó chưa cái nổ cái cục ở phía giữa, chết rồi. Vậy mình trưởng hộp rồi, từ trưởng lại cục bên này. Gồng lên nè, gồng lên, chuẩn bị nha anh em. Đấy, trưởng nè, bùm, nổ chưa. Ôi được rồi, nó vỡ được cái cục ở phía giữa, có nghĩa là mình đã trưởng trúng rồi đó anh em. Để lượt cục bên này. Đấy, gồng lên. Trưởng nè, bùm. Rồi nổ luôn, yes. Mình qua cái bảng bên đây mình nổ cho nổ luôn cái cục ở phía giữa này. Cái gì vậy? Trưởng nè. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào vậy trời? Ôi thì ra mấy các bạn bên đây đang học đánh kiếm anh em ơi. Ôi, làm gì trời, làm gì? Chào bạn. bạn là samurai hả? Chào gì? Chào cái con cá. Bay làm gì hả? Con nít cái lòi đâu ra vậy? Đi xuống đây coi. Tôi đâu có ý gì đâu. Tôi thấy bạn đang học đánh kiếm, tôi muốn lại tôi xem thôi mà. Chà, có bộ bạn dùng mấy con bù nhìn để bạn đánh vô người của nó hả? À ghê nha. Ghê. Ê, tao làm quen mày. Tao không có nhu cầu làm quen với bất kỳ một thằng nào ở trong trường này hết. Tao là vô địch. Tao là người chủ nhân của cái khu đất này. Đất này là đất của trường nhưng mà tao là người đánh chiếm khu này rồi. Hầu mày biết không mày chưa? Cái khu này đông người tập lắm. Trời ơi, mấy thằng con nít ở đây tập hoài à. Và tao qua tao dẹp loạn trong vòng một hôm. Chúng nó đi hết rồi. Giờ mày muốn sao? Ôi trời. Làm gì? Ủa bộ bạn nghĩ bạn có cây kiếm là bạn ngon hả? Bạn chỉ là samurai thôi chứ bạn đâu. Mày tao lắm. Mày nhìn không? Tao bắt 5 thằng đứng đây làm cái vách ngăn rồi. Chỗ đất bên kia từ đây qua bên kia mày muốn làm gì làm, nhưng mà chỗ đất từ đây qua cái chỗ nhà là của tao. Trời ơi bạn ghen ha, bạn dám giành luôn cái khu đất này của bạn luôn hả? Bây giờ bạn tên ông, mình cho bạn một quả cầu là bạn chết. Bạn tên ông hả? Bạn tên ông nè, coi nè, bây giờ mình sẽ phá thử cái con quỳ nhìn của bạn luôn. Đó, trời ơi banh luôn cái mảnh đất của bạn rồi. Mày dám phá tao mày? Mày ôi các bạn, bạn ghen hả? Bạn muốn đấu với mình đúng không? Gồng lên nè, trưởng nè. Kami. Trưởng hả mày? Ấy đâu á? Chạy. Ôi trời ơi các bạn ơi. Các bạn này kỳ quá. Hồi trời, tưởng là có cây kiếm là ngon hả? Bạn tưởng bạn có cây kiếm là ngon hả? Rồi một ngày đó mình sẽ chiến thắng bạn. Trời. Hỏi mấy bạn ơi, cái bạn này hắc dịch quá. Cái bạn này thật là quá đáng luôn á. Cái sân trường là sân của chung mà bạn ấy dành riêng cho bạn ấy. Rồi bạn ấy còn đuổi mình đi nữa đó. Nhưng mà mình á thì mình đánh không lại bạn ấy, bởi vì bạn ấy là samurai, bạn ấy có kiếm. Còn mình thì mình không có kiếm. Mình chỉ có cái quả cầu này để mình trưởng thôi. Vì thế nên mình yếu hơn bạn ấy, cho nên bạn ấy quýnh mình luôn. Cho nên giờ mình không biết phải làm sao ta. Hồi các bạn này kỳ cục quá, không biết phải tìm cách nào đó để xử lý phạt các bạn này mới được. Mình phải trừng trị các bạn này một cái tội mà gọi sao ta, xem thường người khác. Ok thôi bây giờ mình phải về nhà đi. Hey, học xong rồi giờ về nhà để còn ăn tối còn đi ngủ nữa chứ.
Trời, trời, mắc toilet quá. Phải đi toilet mới được. Hay là lơ. Hay buổi sáng sớm dậy, hay tự nhiên sao lại bị mắc toilet vậy ta? Để soi gương coi. Ủa cái mặt mình lạ vậy? Ôi anh em ơi. Ôi, mình bị đổi skin rồi. Trời ơi, hàng gì sáng giờ dậy thấy cái người của mình nó nhẹ nhõm, đầu tóc của mình không có bị bù xù như ngày hôm qua nữa. Hóa ra mình bị đổi skin mà từ nãy giờ mình không biết. Trời ơi. Ủa, nhưng mà skin này là ai đây ta? Sao nhìn lão vậy? Để mình nhớ coi. Skin này tóc xanh hả? Rồi người màu xanh nè. Để coi trong người có cái gì không? Có cây kiếm nè. Đâu để mình lấy cây kiếm ra coi. Cái này là skin của ai vậy ta? Đây là nhân vật siêu anh hùng anime nào vậy ta? Mình không nhớ nữa. Để nghe nhớ coi. À mình nhớ rồi anh em ơi. Đây chính là Zoro. Đúng rồi. Đây chính là Zoro trong One Piece anh em. Có bạn nào có coi One Piece không? Trời ơi, đây chính là một người bạn của Luffy anh em. Thì đây hình như chính là thuyền phó anh em. Luffy là thuyền trưởng, còn Zoro chính là thuyền phó anh em nhìn nè. Đó, trời ơi, skin đẹp quá ha. Đây đúng là Zoro nè. Đúng y hệt như hôm qua mình ước luôn anh em ơi. Hôm qua sau khi mình đánh thua cái tên samurai thì mình ước gì mình có thể biết là một ai đó có thể đánh kiếm thật là giỏi. Và sáng hôm sau mình tỉnh dậy và mình biết thành Zoro luôn. Trời ơi, ghê nha. Như anh em có đã biết thì Zoro chính là một người đánh kiếm cực kỳ giỏi luôn. Bởi thế nên là cái tên samurai chắc chắn sẽ bị mình đánh chết cho coi. Nhưng mà đói bụng quá, đi lấy đồ ăn cái đã. Lấy theo ổ bánh mì nè với con gà quay. Ok rồi, ăn vô. Hai Zoro chuẩn bị qua bên đó thách đấu với tên kiếm sĩ samurai. Trời, cái tên samurai này đời nào có thể đánh lại được Zoro. Trời, Zoro chém một cái là chết ngay. Đây, ta chính là Zoro đây. Cái tên kiếm sĩ đâu, để mình qua mình coi coi. Tên kiếm sĩ đâu ta? Đây cái chỗ của tên samurai mà hắn ta đâu rồi ta? Hắn cái bên kia kìa. Quay tên samurai kia. Tên kia. Ủa cái gì? Ui. Một khúc chém được ba khúc. Trời ơi, gì ghê. Một phát chém được ba khúc được bằng tre luôn, ghê vậy ta. Trời. Có làm gì? Tại tao làm sư phụ đúng không? Trời ơi, cái gì hả? Trời ơi, nè tên kia. Ngươi không biết tao là ai hả? Hãy nhìn đây, ta chính là Zoro. Ta chính là người đánh kiếm giỏi nhất trong anime. Ngươi thấy ta có ghê không hả? Ta chính là người đánh kiếm cực kỳ giỏi trong anime. Và ngươi có biết One Piece không? Ta chính là Zoro đây đó. Ta chính là người đấu kiếm cực kỳ giỏi. Cái gì? Zoro? Đúng rồi. Really? Cái mà Zoro, fan của Zero Nine đúng không? Ta chính là Zoro chứ không phải là Zero Nine, ngươi hiểu không? Bây giờ nè, ta hôm qua ngươi dám đánh thắng ta, ngươi có nhớ cái thằng Goku ngày hôm qua đi gặp ngươi không? Ta chính là cái thằng Goku ở đây và bây giờ ta đã biết thằng Zoro rồi, ta sẽ đấu kiếm với ngươi. Vậy là được, ta lên với ngươi nè, thôi. Zoro, nhảy xuống nè. Này, đánh kiếm này, chết à. Mày, Zoro, mày có cái kiếm màu đỏ, mày biết. Zoro, nói rồi, ta cho cơ hội rồi. Giờ này, cho một cơ hội nữa nè. Giờ ta chấp ngươi gọi là hai đao trước. Ta đấm bằng tay không hai phát xong ta mới chém bằng kiếm. Nè, qua đây. Ok, đây. Rồi, được, ta nói với ngươi. Chuẩn bị chưa? Qua đây. Đứng lại. Đâu, chạy. Zoro là người ta phải chém xẹo mất một bên mắt. Đây Zoro lại hai mắt tào lao. Thôi anh em ơi, cái tên này đánh hay quá. Ơi đúng là samurai, thường thì samurai bọn nó đánh kiếm rất là hay anh em ơi. Còn mình á, mình là Zoro nhưng mà mình đúng rồi ha, mình chỉ mới biết thành Zoro mới có buổi sáng này thôi, mình chưa có luyện tập, chưa có làm gì hết thì làm sao mình mạnh như Zoro ở trong truyện tranh anime được. Bây giờ phải làm sao đây ta? Chắc là bây giờ mình phải làm một cái khóa luyện tập đấu kiếm anh em ơi. Chắc mình phải rèn luyện thân thể của mình thật là săn chắc, cơ bắp sáu múi đồ vô thì mình mới đánh lại được hắn. Được rồi, tên samurai kia, ngươi hãy đợi đấy. Một ngày nữa ta sẽ quay lại đây để ta trả thù. Nhớ bắt ta đó, trời ơi trời, tức quá. Rồi, mình phải về nhà để mình luyện tập mới được. Đầu tiên, mình sẽ tập chạy bộ để rèn luyện sức dẻo dai. Hey, chạy thôi. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Tiếp theo mình sẽ tập bơi. Hey. Bơi nè. Cố lên. Cố gắng bơi thật là nhanh để có được sức mạnh nè. Bơi đi. Bây giờ mình sẽ luyện tập chém vào cây. Đứt chuỗi hết luôn.
đúng là sức mạnh của mình đã tăng lên rất là nhiều rồi anh em ơi. Ok anh em ơi, thì hôm nay sau một tháng trời tập luyện cực khổ và bây giờ mình đã có thể mà đánh kiếm giỏi hơn rồi. Thì mình đang rất là tự tin vào cái trình độ đánh kiếm của mình ngay lúc này. Thì mình có thể gọi là chiến thắng được cái tên samurai kia một cách đơn giản thôi. Để mình đi kiếm hắn mới được. Hey, cái tên samurai kia đâu? À hắn ta vẫn còn đang tập luyện ở ngoài kia. À, tập luyện phải không? Cái tên kia. Quay. Hey. Ngươi có nhớ ta là ai không? Ai? Nhìn mặt ta mà ngươi không nhớ ta là ai hả? Hóa ra vẫn là Zero Nine, không quan tâm. Zero Nine cái đầu ngươi, ta chính là Zoro. Làm ơn nhớ đi, ta tên là Zoro. Cái Zero Nine okay, vậy. Ok, à, mình mệt quá. Nói chung là hôm nay ta đến đây để thách đấu với ngươi thêm một lần nữa. Sau một tháng trời luyện tập, cơ bắp của ta đã lên 6 múi và trình độ đánh kiếm của ta đã lên thượng thừa rồi. Bây giờ ngươi sẽ không đánh lại ta nữa đâu. 6 múi, thượng thừa. Về lý, ta thừa múi cái coi. Đi ra đó, BD hả? Trời ơi, Samurai bị BD kìa. À, bây giờ ngươi có muốn đánh kiếm với ta không? Ta muốn chết hàng ơi, còn ta không quan tâm đến sáu múi ngươi đâu. Trời ơi, sáu múi đẹp thôi, trai đẹp hơn. Bây giờ ngươi đừng có lộn xộn nữa. Bây giờ ta hỏi ngươi có muốn đấu kiếm ta thêm lần nữa hay không? Hai thằng mà bạn giữ mình đấu kiếm ấy hả? Trời, Samurai bị bê đê trời, trời đánh cho bình thường đi trời. Mày nói thôi đi mày, mày nói thôi. Nhào vô chết nè. Cái gì? Hai kiếm, trời, không tin được, hai kiếm mà tôi chết. Chắc là lỗi game rồi. À, lại. Ơi khoan, chờ cho ngươi hết cái giọng đi. Không chờ hả? À ha. Rồi nhào vô. Rồi. Giờ ta solo ba mạng đi. Còn một mạng nữa. Lỗi game rồi. Gì đứng lại nhào vô solo thêm lần nữa. Nấp nè. Mày nhíp tao. Anh em đâu? Cứu tao nhanh. Ôi cái gì mà đông vậy trời. Ôi đếm từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ôi nhập quá. Chạy. Sao mà đông vậy trời? Anh em ơi, cái tên này chơi xấu à. Hắn ta đánh không lại mình. Cái hắn ta kia đồng bọn hắn ta ra quá trời anh em của hắn ta luôn. Cái này chắc là đàn em của hắn ta trời. Ôi đông quá chết mình rồi. Không sao cả. Các ngươi nghĩ các ngươi là ai? Ta chính là Zoro á. Để xem đây. Rồi Zoro. Ôi bay lên trời hết rồi. Ôi vô luôn solo cả đám. Chém này. Ui bày gan ha. Chuẩn bị nha. Zoro. Cha. Rồi lên trời hết. Ok anh em, mình đã giết hết rồi. Mà đó, ơi có gì ăn không? Ôi đói bụng quá, mỗi lần mình đánh kiếm xong mình sẽ bị đói bụng anh em ơi. Đói bụng quá. Ôi cái hắn kia, cái tên kia đâu rồi? Ơi, đi kiếm coi. Ngủ được. Từ nãy giờ kêu đàn em xong nằm trên đó ngủ. Ngủ nè. Ngủ nè, bay lên trời luôn rồi. Ơi, rơi luôn rồi. Thôi ok mình sẽ qua bên đó mình kiếm hắn. Trời ơi ngủ hả này thì dám chơi xấu quá hắn ta rồi. Ôi cái tên kia trốn hả? Đứng lại. Đừng theo nó chơi em xin anh, đừng theo nó. Cái gì giờ mới biết sợ phải không? Biết sợ rồi văng đi xuống này nhanh lên, đi xuống này nhanh ngay lập tức. Cho đánh em để em baby mà baby hả? Đi ra cho biết nè, ta nói cho ngươi biết nha, từ nay không được xem thường người khác nghe chưa, ngươi thấy chưa, ngươi xem thường ta mà bây giờ ta đã đánh thắng người đó, bây giờ ngươi tin ta cho ngươi hình kiếm cho ngươi bay lên trời luôn nè. Lên trời cho nó đừng chạy em nữa. Ok được rồi, bây giờ ta sẽ tha tội cho ngươi, nhưng mà từ nay ngươi không được xem thường người khác và không được giành cái sân trường nghe chưa, cái sân trường là của chung nghe chưa. Em nhớ rồi, từ em sẽ nghe lời, em sẽ không bắt nạt các bạn trong trường không chiếm sân trường mình nữa, em nhớ rồi. Ok chiếm trường đi. Biết nghe này thôi. Rồi đó anh em thấy chưa đó, thì trên đời này là không có cái gì là không thể xảy ra hết. Nếu như mà anh em yếu thì anh em có thể tập luyện để cho anh em có cơ bắp sáu múi, có sức mạnh như là Zoro rồi anh em thấy không. Zoro cũng chỉ là một người bình thường thôi, nhưng mà anh ta biết luyện tập cho nên anh ta mới có thể có được sức mạnh như ngày hôm nay đó. Vậy thế nên là những bạn nào mà có cơ thể không được khỏe mạnh thì anh em hãy đừng quên luyện tập thể dục thể thao nha. Đó thì cũng có một bài học nữa là anh em đừng bao giờ xem thường người khác nha anh em. Dù là anh em có mạnh đến cỡ nào anh em cũng không được nên xem thường người khác nha. Ok và coi như video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero của mình, đó chính là anh Mr. Bịch, Team Mi TV và Camu TV, để subscribe ủng hộ cho team Hero nha. Và đừng quên subscribe cho mình nữa nha. Ok bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi.